cận nếu không muốn bị mất tiền oan. Xin chào mọi người, lại là mình đây, Hà My cô bé bán kính hay còn gọi là Hà My chuyên gia tư vấn thời trang. Sau rất là nhiều lần tư vấn cho khách hàng ở cửa hàng cũng như là tư vấn online nữa thì cái câu hỏi mà mọi người dành cho bạn My khá là nhiều, hôm nay bạn My tổng hợp lại đó là tại sao mà khi đeo kính cận có khi cái thời gian rất là ngắn rồi đã bị lệch gọng này hoặc là đã bị lên độ rồi. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lý do và cách khắc phục nhé. Vậy thì ngay khi mà nghe bạn My giới thiệu về cái phần nội dung mở đầu thì đã có bạn nào trong đây cảm thấy là mình là một trong những vị khách hàng đó hay chưa? Không chỉ những khách hàng mà đã từng mua hàng hoặc là đã từng được Hà My tư vấn, ngay kể cả những người thân thiết hoặc là những người bạn của Hà My cũng đã có rất là nhiều trường hợp đã cần tìm đến Hà My để giải quyết những cái vấn đề này. Đó là mới đeo kính này hoặc đeo kính lâu hoặc là có thể là thời gian 3 hoặc 4 tháng thôi, thế nhưng mà cái gọng kính hoặc là cái mắt kính đã xảy ra rất là nhiều vấn đề. Đó là bị xước gọng, đeo bị mỏi mắt, đau mắt hoặc là bị giãn gọng này ra. Ngay kể cả khi dùng kính hiệu thì cũng vẫn bị xước hay là bị lệch gọng và khiến những người bạn đó phải đổi kính liên tục. Ngoài một vài yếu tố bên trong cơ thể thì còn những sai lầm khác khi mà đeo kính sẽ tác động lên đôi mắt của chúng ta và làm cho đôi mắt chúng ta mệt mỏi và thậm chí là sẽ bị tăng độ nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng trường hợp và chúng ta sẽ tìm cách khắc phục. Thứ nhất, đó là phải đeo kính đúng độ cận của mình. Nếu mà bạn đeo kính quá cái độ cận của mình thì sẽ xảy ra những cái trường hợp là đầu óc bị quay cuồng hoặc là bị choáng. Và nếu mà đeo thời gian dài thì rất là khó chịu và thậm chí là gây bệnh cho cơ thể mình nữa. Nếu mình đeo kính với cái độ cận mà nhẹ hơn cái độ cận thật của mắt mình thì sẽ dẫn đến cái trường hợp là mắt sẽ bị mỏi và phải điều tiết để làm sao mà phù hợp với độ cận, và khi mà mình đeo lâu dài thì cũng sẽ bị tăng độ cận rất là nhiều. Bên cạnh đó, việc đeo kính sai PD thì cũng sẽ dẫn đến những trường hợp là đeo lâu ngày sẽ bị mỏi mắt và có thể bị lác mắt nữa. Do đó các bạn đừng chủ quan khi mà đi đo độ cận nhé. Khi mà đo thì phải yêu cầu thợ là phải đo thật tỉ mỉ, chính xác cho từng bên mắt của mình. Thứ hai, đó là phải đeo kính đúng tư thế. Rất nhiều người khi mà đeo kính thì sẽ có những cái hành động tưởng chừng như là vô thưởng vô phạt, thế nhưng mà lại có hại rất là nhiều đến đôi mắt của mình. Ví dụ như là đeo kính trễ xuống mũi, cái việc đeo kính trễ xuống mũi này thì sẽ làm cho cái khúc xạ bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì cái khi mà mình nhìn nó sẽ bị lệch. Và cái việc đấy khi mà mình đeo lâu dài thì có thể sẽ bị tăng độ cận và mỏi mắt khi mà mắt phải điều tiết rất là nhiều. Khi mà bạn để kính trễ xuống và khi mà chúng ta nhìn ngước lên thì sẽ rất là dễ làm sụp mắt, và khi mà tháo kính ra thì chúng ta luôn phải nhìn ngước và sẽ gây ra một cái cảm giác rất là lờ đờ và thiếu tự nhiên. Kính và tháo kính ra bằng cả hai tay, bởi vì cái việc mà khi mà bạn đeo kính hay là bạn tháo kính bằng một tay thì sẽ gây ra trường hợp là bị lệch, bị doãn gọng kính, và để lâu ngày thì có thể là khi mà mình đeo mình không nhận ra thì cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cái thị lực của mắt. Khi mà kính giãn và bị rộng ra thì đương nhiên sẽ làm chúng ta đeo chúng ta bị tụt xuống, cứ phải nắn chỉnh cho nó cầm lên cầm xuống như thế này, rất là hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta. Thêm nữa là khi mà bị rộng thì đối với những cái gọng mà kim loại thì có thể đi nắn nhưng mà chỉ được một cái độ nhất định thôi. Những gọng cận bằng nhựa với chất liệu là nhựa thì sẽ nắn dễ hơn. Tuy nhiên là cái việc mà bạn phải mang ra hàng để cứ nắn đi nắn lại nó sẽ là rất là mất thời gian. Những gọng cận mà chất liệu bằng nhựa thì sẽ dễ bị giãn và bị rộng hơn những là mẫu gọng cận bằng kim loại. Vì vậy là sẽ mất thời gian nếu mà chúng ta khi mà chúng ta cứ sử dụng một tay để chúng ta đeo hay chúng ta tháo kính, mất thời gian để đi ra hàng nữa. Thứ ba, đó là không đeo kính cài kính ở trên đầu. Có rất là nhiều bạn thì thường khi mà xem phim Hàn Quốc hoặc là xem những cái mẫu phim ở trên TikTok hay là trên YouTube gì đó thì mọi người hay thấy là các nhân vật hay đeo kính ở trên đầu để làm cho cool ngầu hay là thời trang. Thế nhưng là đấy là chỉ là trên phim ảnh thôi mọi người ạ. Nếu mà ngoài đời mà mình đeo như thế thì có thể là làm giãn gọng, bể gọng hoặc là xước mắt kính, và có những trường hợp nặng hơn nữa là khi mà làm rơi thì có thể là bể kính của mình. Thứ tư, đó là không đeo kính chung với người khác. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, mà đôi mắt cũng là một cơ quan rất là dễ bị nhiễm bệnh. Vì vậy mà nên hạn chế tối đa việc đeo kính chung với người khác, bởi vì có thể dẫn đến việc lây truyền bệnh từ người khác sang mình. Ví dụ như là những cái trường hợp có thể là bị nhiễm virus corona nó chẳng hạn thì rất là phức tạp đúng không ạ? Thứ năm, đó là hãy vệ sinh kính thường xuyên. Nếu chúng ta không vệ sinh kính thường xuyên thì chúng ta có thể sẽ gặp hai vấn đề, đó là vấn đề về da và vấn đề về thẩm mỹ. Với những gọng kính mà không có nguồn gốc xuất xứ hoặc là không phải là kính chính hãng, kính giả thì khi mà đeo lâu dài thì sẽ xảy ra rất là nhiều trường hợp, ví dụ như là bị chóc sơn, bị bong, bị rỉ hay là bị oxy hóa. Với những cái gọng mà nhựa nữa thì có thể là bị bay màu,
Và những cái trường hợp đó khi mà chúng ta đeo là cọ sát những cái phần đấy vào vào phần da mặt của mình thì sẽ có thể gây ra những cái bệnh lý nghiêm trọng về da. Thế nên đừng quên vệ sinh kính thường xuyên để cho mắt kính luôn được trong suốt và sạch sẽ nhé. Và điều quan trọng nữa đó là phải sử dụng kính chính hãng để bảo vệ cho đôi mắt của bạn. Vậy thì bạn là trường hợp nào trong những trường hợp ở trên? Nếu có muốn tư vấn thêm thì hãy comment ở dưới để Hà My, cô bé bán kính có thể tư vấn thêm cho bạn nhé. Đừng quên subscribe cô bé bán kính để theo dõi thêm những video tiếp theo của Hà My nhé.